Tại chung kết 100m diễn ra vào ngày 21 tháng 8, Erlen Richardson đã phải đối mặt với khó khăn khi chạy ở làn 9. Tuy nhiên, cô vẫn xuất sắc giành chiến thắng với thời gian 10 giây 65. Đây là lần đầu tiên cô giành được danh hiệu lớn trong sự nghiệp và thiết lập kỷ lục thế giới, vượt qua mốc 10 giây 67 của Cillian Fraser-Pryce tại giải Ezin 2022. Trong cuộc đua, Richardson đã vượt qua bất lợi khi chạy ở làn thứ 9, làn ngoài cùng, tức là vị trí khó khăn nhất trong số 9 vận động viên thi chung kết 100m nữ. Với thành tích 10 giây 65, cô đã trở thành vận động viên nữ thứ 5 trong lịch sử đạt được thời gian này. Kỷ lục thế giới vẫn thuộc về huyền thoại Mỹ Florence Griffith từ năm 1988 với thành tích 10 giây 49. Chưa dừng lại ở đó, Richardson còn đánh bại sự thống trị của Jamaica tại 100m nữ thế giới, nơi Cillian Fraser-Pryce đã giành hai danh hiệu gần đây. Trước đó, vận động viên Mỹ Tori Bowie là người gần nhất giành HCV 100m tại London 2017. Trải qua giải đấu với nhiều biến động, Richardson đã vượt qua vòng loại với thành tích 10 giây 92. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn khi chỉ đạt thành tích 10 giây 84 tại bán kết, đứng thứ 3 sau Serica Jackson của Jamaica và Mary Jose Talu của bờ biển Nga. Sau khi hai người dẫn đầu đã vào chung kết, Richardson phải đợi kết quả bán kết tiếp theo để xác định xem cô có thể tiến vào chung kết hay không. Thú vị hơn, giải đấu Budapest 2023 đã thay đổi cách xếp làn chạy dựa trên thành tích, đặt những vận động viên có thành tích tốt ở các làn bên trong và các thành tích yếu dần sẽ được xếp vào các làn bên ngoài. Với việc đạt kết quả để vào chung kết, Richardson đã phải chạy ở làn 9, trong khi đối thủ Cillian Fraser-Pryce ở làn 5 và Serica Jackson ngay bên cạnh. Mặc dù bất lợi, Richardson đã để lại dấu ấn lịch sử với chiến thắng ấn tượng này.